Trong tuyên bố của mình, Liên minh châu Âu cho biết sẵn sàng làm việc với chính phủ mới tại Kabul, nhưng mức độ hợp tác sẽ phụ thuộc vào thiện chí của Taliban trong việc đáp ứng một số điều kiện. Phát biểu tại cuộc họp báo, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell cho biết. Chúng tôi sẽ đánh giá hành vi và sẽ can dự dựa theo sự cam kết của chính phủ Afghanistan đối với việc chính phủ mới tại nước này không để khủng bố sử dụng địa bàn để tấn công các nước khác. Thứ hai, chính phủ mới tại Afghanistan sẽ phải tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là quyền phụ nữ, nhà nước pháp quyền và quyền tự do truyền thông. Và cuối cùng là việc Taliban cần thực hiện cam kết đối với việc để công dân nước ngoài và người Afghanistan rời khỏi nước này phù hợp với nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Sau Liên minh châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, cũng đặt điều kiện cho mối quan hệ với Taliban khi tuyên bố lực lượng cầm quyền mới tại Afghanistan phải cho thấy sự xứng đáng được nhận viện trợ và sự công nhận. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Taliban không nên trông đợi vào một sự công nhận nhanh chóng và cộng đồng quốc tế sẽ đánh giá họ bằng hành động, chứ không phải bằng những phát ngôn. Người đứng đầu NATO cũng một lần nữa nhấn mạnh, bất kỳ sự công nhận ngoại giao nào cũng đều phải được thảo luận giữa các đồng minh và cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo một tương lai tốt nhất cho người dân và đất nước Afghanistan. Còn quá sớm để đánh giá chính phủ mới tại Afghanistan, tuy nhiên NATO sẽ buộc Taliban phải chịu trách nhiệm vì những gì họ đã hứa nhằm đảm bảo Afghanistan không trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố, cũng như đảm bảo các quyền của con người được tôn trọng, đặc biệt là quyền của phụ nữ và quyền tự do đi lại. Chúng tôi sẽ sử dụng đòn bẩy chính trị, ngoại giao và tài chính của mình đối với các nhà cầm quyền mới ở Afghanistan. Về phần mình, các nước phương Tây đều tỏ ra không vội vàng trong việc công nhận chính phủ mới do Taliban đứng đầu tại Afghanistan. Ngoại trưởng các nước như Anh, Pháp, Đức và Italia đã phát đi những tín hiệu hỗ trợ nếu Taliban đáp ứng một số yêu cầu về nhân quyền, chẳng hạn như việc đảm bảo an toàn cho những người muốn rời khỏi Afghanistan sau ngày 31 tháng 8. Phát biểu tại cuộc họp với những người đồng cấp EU tại Slovenia để thảo luận về vấn đề Afghanistan, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói. Chúng tôi muốn thấy một chính phủ toàn diện ở Kabul, tôn trọng các quyền cơ bản của con người và phụ nữ, và Afghanistan không được trở thành nơi sản sinh của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Những tuyên bố này được đưa ra khi cùng ngày, lực lượng Taliban cho biết sẽ công bố chính quyền mới sớm nhất là trong ngày hôm nay. Một số nhân vật được cho là sẽ giữ vai trò chủ chốt trong chính quyền mới của Afghanistan đã tới Kabul. Theo các nguồn tin, người đứng đầu chính phủ mới sẽ là nhà lãnh đạo Mullah Barada của lực lượng Taliban. Dự kiến chính phủ sẽ bao gồm 25 bộ và một hội đồng tham vấn gồm 12 học giả Hồi giáo. Các nguồn tin cho biết, ưu tiên trước mắt hiện nay của chính phủ mới sẽ là cứu vãn nền kinh tế sau nhiều thập kỷ bị chiến tranh tàn phá, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và những nguy cơ từ nhóm cực đoan đe dọa đến an ninh và ổn định đất nước.